chiếc thuyền ngoài xa này, thì như vừa rồi chị Hiên cũng nhắn nhủ với chúng mình, đó là về hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng thì đã thi vào năm 2018. Thì chị sẽ không cần phải nói nhiều về trong phần đấy, mà chúng ta sẽ tập trung vào câu chuyện của người đàn bà hàng chài tại tòa án huyện, và qua đấy thấy được về cuộc đời, về số phận và về vẻ đẹp của nhân vật này. Tất cả chúng ta sẽ xoay quanh đó. Thì những cái hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng này, rồi tấm ảnh trong bộ lịch năm ấy, thì chị sẽ nói qua để các bạn nắm được ý nghĩa của nó. Cái đấy nó rất là đơn giản thôi. Và hai phát hiện của nghệ sĩ Phùng nó cũng là cái tiền đề để dẫn đến câu chuyện của người đàn bà hàng chài. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung thì bao giờ cũng vậy, chúng ta đi đến với tác giả tác phẩm để có thể có được cái luận điểm khái quát tác giả tác phẩm đầy đủ nhất trong phần thân bài khi mà chúng ta phân tích về tác phẩm này nhá. Ok không nào? Thì các em ơi, ở nhà văn Nguyễn Minh Châu được biết đến, chúng ta học về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa này thì chúng ta vẫn được biết đến Nguyễn Minh Châu được coi như là một người mở đường tinh anh và tài năng nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam, khi mà ông có hai cái chặng đường sáng tác, một là trước cách mạng và hai là sau cách mạng. Tuy nhiên thì cái chặng đường trước cách mạng sáng tác, khi mà đất nước ta đang còn trong chiến tranh, trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ, thì Nguyễn Minh Châu có những cái tác phẩm mà đọc lên thôi, người ta cảm nhận được cái không khí chiến trận, người ta cảm nhận được cái tinh thần ý chí của nhân dân Việt Nam để chiến thắng được với quân Hù. Và sau cách mạng, sau khi mà đất nước ta giành được chiến thắng, sau khi mà đất nước ta đã độc lập, thì Nguyễn Minh Châu lại đưa ngòi bút của mình tiếp cận gần hơn đến với đời sống, đến với những cái mọi mặt trong đời sống của con người Việt Nam, đặc biệt là trong đời sống của nhân dân lao động. Thì với Nguyễn Minh Châu, chia sẻ với các bạn nhiều hơn một chút, cũng là nhân cái ngày mà vừa hôm qua chúng ta vừa trải qua, đấy là ngày 27 tháng 7, là ngày thương binh liệt sĩ, đúng không? Thì với tác giả Nguyễn Minh Châu, ông ấy cũng có những cái tác phẩm viết trong thời kỳ chiến tranh rất là xúc động. Chị vẫn còn nhớ Nguyễn Minh Châu ở trong tác phẩm Dấu chân người lính, ông có viết về nhân vật Lữ, về chính ủy Kinh. Nhân vật Lữ là một cậu thanh niên mang trong mình cái chất nghệ sĩ, nhưng mà khi mà đất nước đã vang lên tiếng gọi thì anh sẵn sàng gác bút nghiêng lên đường ra mặt trận. Và khi mà trên đường đi chiến đấu thì anh gặp được cha của mình là chính ủy Kinh, nhưng mà khi mà tham gia chiến trận thì Lữ đã không may hy sinh. Anh cái đoạn mà Lữ hy sinh được nhà văn Nguyễn Minh Châu diễn tả rất là xúc động. Anh đã bị trúng đạn bởi quân Thù, và trong cái khoảnh khắc mà toàn thân đang rất là tê liệt, đang rất là đau đớn, thì Lữ vẫn cố gắng lấy được cái bộ đàm để kết nối được với đồng đội của mình, để thông báo vùng nào đang có bom, để cho đồng đội của mình tránh đi phải gặp phải những cái hố bom, rồi là tránh phải cái trận bom của quân Thù. Và cái điều xúc động hơn là đến từ chính ủy Kinh. Thì Lữ chiến đấu ở một cái chiến trận, mà chiến trận đấy thì không phải là chiến trận mà chính ủy Kinh đang phụ trách, cho nên là mọi cái thông tin về con trai của mình, về tất cả cái niềm tự hào và yêu thương của mình, thì chính ủy Kinh chỉ nghe qua những cái thông tin liên lạc ở giữa mặt trận với nhau thôi. Thì ngày hôm đấy thì chính ủy Kinh nghe được tin con trai mình hy sinh. Ngay khoảnh khắc đầu tiên, nhà văn Nguyễn Minh Châu đã khắc họa được cái khoảnh khắc xúc động đấy của chính ủy Kinh, nhưng mà ông không biểu lộ ra bên ngoài, bởi vì ngay sau đó ông có một cái cuộc họp rất là quan trọng. Tất cả mọi đau đớn, tất cả mọi xót thương chính ủy Kinh đều dồn hết vào bên trong. Tất cả mọi người đều rất là bất ngờ trước cái thái độ đấy của chính ủy Kinh. Và qua cái câu chuyện đó thì Nguyễn Minh Châu đem đến cho chúng ta cái câu chuyện rất là xúc động về cái tinh thần chiến đấu của không chỉ những người lính, mà còn của những cái thế hệ đã đi trước rồi. Họ chịu rất nhiều những cái đau thương, mất mát, mất con cháu để hy sinh cho chiến tranh, để hy sinh cho cái sự nghiệp giành lại độc lập của Tổ quốc. Và nói như vậy để thấy được rằng nhà văn Nguyễn Minh Châu của chúng ta, hai cái chặng đường sáng tác của ông với rất nhiều những cái đặc điểm đặc sắc, nhưng mà trong tác phẩm này thì chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn đến phong cách của Nguyễn Minh Châu trong cái giai đoạn sau cách mạng, sau khi mà đất nước ta đã độc lập. Thì Nguyễn Minh Châu, trước tiên như chị vừa mới nhắn nhủ với chúng mình, Nguyễn Minh Châu chúng ta có cái thông tin, có một cái lời nhận định, đó là người mở đường tinh anh và tài năng nhất. Được không ạ? Người mở đường tinh anh và tài năng nhất của nền văn học Việt Nam hiện đại
được không? Và với cái tên gọi, với cái lời mệnh danh là người mở đường tinh anh và tài năng nhất của nền văn học Việt Nam hiện đại, nghĩa là Nguyễn Minh Châu có công lao trong việc mở đường, đưa những cái vấn đề trong văn học. Các em biết rồi đấy, vào thời kỳ chiến tranh thì người ta phải viết nhiều và ca ngợi những cái cống hiến hy sinh không quản ngại gian khó, không quản ngại mất mát của chiến sĩ, của đồng bào để giành lại độc lập cho dân tộc. Cái văn học cách mạng nó còn mang tính cổ vũ và kêu gọi rất là nhiều. Nhưng bước sang một trang mới, lịch sử đất nước bước sang một trang mới thì văn học cũng cần phải hòa nhập và tiếp tục với cái dòng chảy đấy. Thì Nguyễn Minh Châu là một trong những nhà văn bắt kịp xu thế đó, hiểu được cái chức năng của văn chương trong cái thời kỳ đất nước đổi mới là như thế nào. Cho nên ông đã mở đường ra sao ạ? Ông đã có cái phong cách là viết rất sâu và đa chiều về đời sống của con người. Được không ạ? Đi sâu, tìm tòi và phát hiện về đời sống nội tâm, về nội tâm của con người. Được không ạ? Bởi như vậy cho nên Nguyễn Minh Châu mới được mệnh danh là người mở đường tinh anh và tài năng nhất của nền văn học Việt Nam hiện đại. Bởi vì ông đã tiếp cận gần hơn đối với đời sống. Nếu như mà văn học Việt Nam trong thời kỳ cách mạng dường như là một cái nhìn một chiều, ca ngợi những cái cống hiến hy sinh để nhằm mục đích là tất cả mọi lực lượng, mọi suy nghĩ đều phải hướng đến để giành lại độc lập cho dân tộc Việt Nam, thì bước sang đến cái thời kỳ đổi mới với rất nhiều những cái thử thách đặt ra, vẫn còn trăn trở rất nhiều những cái hậu quả của chiến tranh để lại, thì Nguyễn Minh Châu đã hiểu được điều đó và ông hướng cái ngòi bút của mình đến với đời sống của con người, nhìn nhận nó một cách đa chiều chứ không chỉ xuôi chiều một chiều như trước đây nữa. Cho nên là Nguyễn Minh Châu được mệnh danh là người mở đường tinh anh và tài năng nhất. Đấy, các em ghi nhớ cái nhận định này để chúng ta sử dụng trong khi chúng ta viết về nhà văn Nguyễn Minh Châu nhá. Ok không? Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là ông là một người có rất nhiều những cái trải nghiệm. Được không? Là một người rất là giàu trải nghiệm trong cuộc sống. Và ông vừa được trải qua cái cuộc sống là một người lính, nhưng cũng vừa trải qua một cái cuộc sống là một con người, là một nhà văn ở trong thời bình. Cho nên tất cả những trải nghiệm của Nguyễn Minh Châu được đưa lên trang sách với cái sự đánh giá đa chiều và sâu sắc nhất. Đó là tất cả những cái gì về phong cách, về đặc điểm, ngòi bút của nhà văn Nguyễn Minh Châu các em có thể sử dụng và ghi nhớ để đưa vào trong bài viết của mình nhé. Đến với tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. Học văn chị Hiên hơn cả một bài văn. Về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa là một tác phẩm mà ra đời vào cái thời kỳ mà sau khi đất nước ta đã giành được độc lập, cho nên nó được đề cập đến những cái vấn đề sâu rộng ở trong đời sống. Nhân vật, cái đối tượng hướng đến của tác phẩm này được không? Đối tượng hướng đến của tác phẩm này chính là cuộc sống của con người sau khi đất nước giành độc lập. Với bộn bề những lo toan vất vả. Được không ạ? Với bộn bề những cái lo toan vất vả và cái công việc của nhà văn chính là phải đưa họ lên trang giấy để người đọc có thể thấu hiểu được, cảm thông được và cần phải có một cái góc nhìn đa diện, nhiều chiều thì mới có thể đánh giá được sâu sắc và đầy đủ nhất về vấn đề. Chúng ta không thể đem một cái nhìn mà nó sơ sài, nó một chiều để đánh giá bất cứ một điều gì đấy. Như vậy có thể thấy được rằng tác phẩm này với cái đối tượng hướng đến như thế thì nó gắn rất là chặt với cả cái đời sống hiện tại của chúng ta bây giờ. Nó không nói về những cái một thời lịch sử đã đi qua,
nó không nói về những cái mà chúng ta bây giờ không được trải nghiệm nữa, mà mỗi lần đọc cái tác phẩm này chúng ta đều hiểu được một cái bài học mà chúng ta có thể áp dụng được vào trong đời sống. Không thể dễ dãi nhìn nhận bất cứ một con người nào, dễ dãi nhìn nhận bất cứ một cái sự việc nào. Và hơn thế nữa, không chỉ là bài học về mặt đời sống mà Nguyễn Minh Châu còn đem đến cho chúng ta bài học về nghệ thuật nữa. Và đó cũng chính là cái bài học rút ra cho mỗi người nghệ sĩ mỗi khi cầm bút viết nên một tác phẩm nghệ thuật nào, được không?